Hey, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một demo mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ. Đó là một demo làm về menu, nhưng nó lại là một dạng menu giống như các bạn sử dụng trên mobile app. Đó, thì các bạn có thể xem trước cái demo này nó như thế này. Thì đây là cái demo mà tôi muốn hướng dẫn các bạn làm. Đó, và tôi sẽ thực hiện code từ đầu đến cuối để các bạn theo dõi. Và qua đó các bạn sẽ làm lại trên máy tính của mình để hiểu hơn về CSS và các thẻ HTML. Thì các bạn, nếu các bạn mà dùng cái app của Viettel Pay rồi, các bạn sẽ thấy là menu của nó khi kích vào bên trái nó sẽ có dạng như này, có nghĩa là nó ưu tiên hiển thị menu, sau đó thì nó ẩn cái phần nội dung của các bạn đang xem bên chính bên phải đi. Thì trên web chúng ta hoàn toàn có thể làm được như vậy. Đó, thì đây là demo. Các bạn thấy là một số bạn sẽ nói là để làm được cái này chúng ta phải sử dụng thêm cả JavaScript, cả JS. Tuy nhiên thì không cần. Đó, đấy là một điều đặc biệt. Thì ở cái demo này tôi chỉ sử dụng HTML và CSS. Và tất nhiên rồi chúng ta phải sử dụng cả những thuộc tính CSS3 để chúng ta có thể làm được những cái việc này. Đó. Thì ok, tôi sẽ không mất làm các bạn mất nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ bắt đầu ngay vào cái demo này bây giờ. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái Sublime Text để viết code. Một số bạn thì sử dụng Visual Code cũng được, thì cái đó là tùy thuộc vào thói quen của từng bạn. Thì tôi sẽ mở cái Sublime Text của mình lên. Tôi tắt cái Visual đi. Đây. Và lúc này tôi sẽ có một cái thư mục project là demo menu. Tôi sẽ tạo ra một cái thư mục ở trong đây. Tôi sẽ có một file là CSS, một thư mục là CSS. Và tôi sẽ tạo ra một thư mục là một file ở trong demo này sẽ là JS, index.html. Đó, tôi sẽ làm chậm thôi để các bạn có thể theo dõi được, và những chỗ nào cần thiết thì tôi sẽ giải thích. Đó. Ok, và trong thư mục CSS thì tôi sẽ tạo ra một file CSS là style.css. Ok, thì như thường lệ chúng ta vẫn sẽ làm từng bước một. Chúng ta sẽ đi dựng nội dung HTML trước, sau đó chúng ta mới đi làm CSS. Đó, thì tôi sẽ đi dựng. Thì ở đây trang này thì khá là đơn giản thôi, chúng ta chỉ có hai phần là phần aside, chính là phần menu ở bên trái, và phần bên phải là phần nội dung chính. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì tôi sẽ tổ chức code của HTML như sau. Thì các bạn gõ HTML và nhấn tab thì lúc này nó sẽ hiển thị như vậy. Tôi để là demo menu. Sau đó tôi sẽ nhúng file CSS vào thông qua thẻ link, và file CSS của chúng ta nằm trong thư mục style, tôi là trong thư mục CSS, và tên file là style.css. ok, sau đó tôi sẽ đi tạo trang. Thì tôi tạo nó như sau. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái phần bên trái. Phần bên trái này tôi sẽ xử lý như sau. Tôi sẽ có một cái thẻ để thể hiện ở bên trái. Đây là thẻ HTML5. Đó, và trong aside này tôi sẽ có thẻ H2. Tôi có tiêu đề là menu đi. Danh sách menu. Danh sách. Đó. Và bên trong thì chúng ta sử dụng menu, chúng ta vẫn sử dụng ULLI thôi, không có gì thay đổi. Và trong LI tôi sẽ định nghĩa để là trang chủ, để giống như là của Momo ấy. Trang chủ
sau đó tiếp tục làm thẻ. Chuyển tiền, một số app của ngân hàng đều như vậy, nó kiểu như tiền lẻ như vậy cho các bạn cảm thấy gần gũi, vì các bạn chắc là các bạn ai cũng sử dụng ứng dụng của các ngân hàng như là Vietcombank, Techcombank. Chuyển tiền, setting, cuối cùng là đăng xuất kiểu như vậy. Ok, tiếp theo tôi sẽ tạo ra một cái deep để thể hiện phần này, thì tôi sẽ làm nó như sau. Sau LI này tôi sẽ, thì tại vì chúng nó được chia thành hai phần, các bạn nhìn thấy này, phần trên và phần dưới này, nên tôi sẽ gom hai phần này vào hai class, một cái là tôi đó, tự dán nó vào đây, và một cái tôi đề là deep là bottom đó. Mà dưới bottom thì đơn giản thôi, tôi sẽ sử dụng thẻ P và tôi sẽ để cái ký hiệu là copyright 2020 sang tới Việt Nam. Đó. Sau khi kết thúc phần bên trái rồi thì tôi sẽ làm cho phần ở bên ngoài. Thì bên ngoài là phần nội dung chính, ở đây nó là dạng content nên tôi sẽ để tạo bằng cái thẻ này là article, bài viết đó. Và bên ngoài này tôi sẽ có một cái nội dung để tôi bao hết toàn bộ cái này, tôi để là wrapper, tôi có một cái div.wrapper đó. Sau đó tôi sẽ có một cái div có class là content, các bạn viết như này, nhấn tab ra thì nó sẽ nhận đó, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian viết code của các bạn. Sau đó trong content thì tôi sẽ có một cái thẻ h1 tiêu đề của cái phần content đấy, thì các bạn cũng nhìn thấy đây, chắc là không cần phải giải thích nhiều. Đây chính là cái này, tôi sẽ để nó là demo menu save mobile app presentation menu đó. Sau đó ở dưới này, để có cái nội dung xuống từng đoạn như này thì tôi sẽ dùng thẻ P, và trong mỗi thẻ P này tôi sẽ dùng cái nội dung này đó. Thì các bạn muốn sử dụng cái text như gọi là sheet data như thế này thì các bạn chỉ cần gõ raw ram và nhấn tab là được. Tôi tạo ra hai cái nội dung như thế này đó, tôi tạo ra ba thẻ P. Ok, tiếp theo tôi sẽ tạo ra cái phần footer ở phía dưới này, các bạn nhìn thấy không? Đây thì tôi sẽ có một cái div ở phía dưới và tôi sẽ để nó là footer, nó song song cung cấp với cái div này, div content này. Thì ở đây tôi sẽ để là footer, lại quên mất cách viết rồi. Thôi rồi, ok, là cũng nhanh hơn thì tôi sẽ để đây là footer, footer, và tôi viết sai này, footer, tôi đóng thẻ footer. Trong footer này tôi sẽ có một cái thẻ P, tôi sẽ làm giống như nội dung kia, follow me, follow me. Sau đó tôi sẽ có thẻ A và tôi để là Suntech Việt Nam. In Twitter đây, và tôi sẽ để nó là Suntech Việt Nam. Các bạn để thế nào cũng được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chạy cái trang của chúng ta lên. Đây thì các bạn cứ chuột phải vào, và các bạn chạy lên. Thì đây mới là cái demo mà chúng ta đang cần làm. Đó, thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có một cái phần ở đây,
có một cái phần này đó, làm sao để thể hiện được phần này, làm sao thể hiện được thì chúng ta sẽ làm như sau. Tôi sẽ viết như sau, tôi sẽ quay trở lại lên trên đầu này. Đó là cái phần để chúng ta thể hiện cái icon khi người dùng click vào và đóng đi thì nó sẽ như thế nào. Thì tôi sẽ lên đầu này. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái input tag là checkbox. Đó, ID tôi sẽ để là check. Tiếp theo, tôi sẽ có một cái label. Label thì label này sẽ là for check. Các bạn học HTML rồi các bạn sẽ hiểu ý nghĩa của cái for này, nó luôn luôn phải bằng cái ID kia, for check. Và tiếp theo tôi sẽ sử dụng một cái thẻ SVG. Cái thẻ này là để thể hiện hình ảnh đó, SVG. SVG thì tôi sẽ đóng cái thẻ này lại. Sóc La mình không hỗ trợ đóng cái thẻ này nhỉ? À không hỗ trợ tag cái thẻ này. Trong SVG tôi để viewbox bằng, thì cái viewbox này nó là cái chỉ số để thể hiện được cho cái ảnh của chúng ta. Tôi để 30 30. Tôi sẽ làm và các bạn sẽ nhìn nó, đây là tôi thể hiện độ rộng, các bạn sẽ nhìn nó và sẽ thấy nó thay đổi sau khi mà tôi làm xong và apply các thuộc tính của nó vào. Chiều cao tôi để cũng bằng 30, nó nhỏ thôi. Tiếp theo tôi sẽ dùng một cái thẻ pass. Thẻ pass đó, các bạn sẽ nhìn thấy một vài cái khá là lạ. Ok, không sao cả, bởi vì khi dùng SVG thì chắc chắn phải có thẻ pass. Và thẻ pass này có ID là tôi để là 1. Mục đích của tôi là mỗi cái này này, mỗi cái gạch trắng ở đây này, và gạch trắng dưới là một cái path mà tôi để là 1. Và tôi sẽ thể hiện nó, tôi sẽ thể hiện hiển thị nó lên M4 10 H22 M4. Đó, đây là những tham số, những chỉ số để mà hiển thị cho cái đường kẻ kia. Và tôi để stroke width sẽ bằng 2. Và tôi sẽ để cái stroke để thể hiện nó là cái đường, một cái đường. Tôi sẽ để nó bằng round. Ok, tôi sẽ tiếp tục tạo ra path thứ hai như thế này. Thuộc tính không thay đổi nhưng tôi chỉ thay đổi ID. Còn cái thứ hai để tôi CSS nếu cần. Đó. Và tiếp theo tôi sẽ để vào đây một cái text để hiển thị lên. Tôi để là menu. Đơn giản như thế này. Đó, lúc này chúng ta xong cái phần ở trên, chúng ta chạy lại xem có gì thay đổi không. Đó, các bạn thấy chưa có gì này. Đây, nhưng các bạn đang nhìn thấy cái này rồi. Thì sau này khi check như này, mục tiêu của tôi dùng cái checkbox này để khi người dùng check lại thì uncheck. Đấy, chúng ta dùng cái for ở đây bằng cái này để mà khi tôi check ở đây nó sẽ check cái này, mặc dù là hai cái nó không hề lồng nhau. Đó, các bạn nhìn thấy nhé, không hề lồng nhau. Đó, ok. Kích lại thì tương đương với việc này. Kích lại. Đó, tôi sẽ xử lý. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần CSS. Chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thì ở phần CSS tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên, tôi sẽ sử dụng một cái loại phông chữ. Ở đây, tôi sẽ import cái phông vào. Import URL của phông. Thì URL của phông các bạn có thể nhớ copy. Thì đây tôi nhớ được cái phông mà tôi đang cần dùng. Thì phông này là của Google thôi, thế nên là nó cũng khá là dễ. Google API API.com.
và các bạn sẽ phải nhớ nó, CDF Family. Family chính là cái thuộc tính của thể hiện phông chữ. Đây, thể hiện phông chữ. Đó, nhưng ở đây không phải là dấu hai chấm mà là dấu bằng. Bằng cái gì? Nó sẽ bằng, tôi sẽ dùng cái phông này. Không hỗ trợ luôn này. Ok, không sao. Ok, đó, tôi sẽ chạy nó lên. Ok, vậy là tôi đã nhúng được cái phông Google API. API là rồi. Tiếp theo tôi sẽ làm một công việc nữa là đi reset. Thì tôi sẽ sử dụng selector là sao? Phải before. Before là thuộc tính để thể hiện cho nội dung phía trước của cái thẻ đó, mà không cần phải dùng một cái thẻ bên, một cái thẻ trung gian để thể hiện. Thì ở đây tôi sẽ làm như sau: before và after. Thì đây là cách định nghĩa các bạn nhé, after. Thì sang phần CSS này, tôi sẽ bỏ cái tiếng Việt thì từ gõ cho nó tiện, after. Và tôi sẽ để boxing. Boxing sẽ bằng border box. Đây. Nó dùng sóc lan thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta chạy thử lên. Chưa có gì đâu. Đây, demo của chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ xem cái này. Nó CSS đã vào rồi và chúng ta xem phông này thực sự chạy được hay không. Đó, có các bạn này. Vậy là ok rồi. Tiếp tục chúng ta quay lại phần code của mình. Tôi sẽ tắt cái phần trang demo đi. Chúng ta sẽ thực hiện ở đây. Vì cái chúng ta cần là chúng ta phải làm được cái này. Ok, quay trở lại phần code CSS. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa body. Thì như tôi đã hướng dẫn các bạn ở những bài học ở trên lớp của lớp frontend ấy, thì là khi các bạn định nghĩa CSS thì các bạn đi từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới có nghĩa là gì? Đi từ trên này, từ trên đầu trang này, xuống dưới. Các bạn sau đó các bạn đi từ trong, đi từ ngoài mà vào. Nó kiểu như vậy. Ở đây cũng tương tự như vậy. Ngoài những cái định nghĩa chung như thế này thì các bạn để ở đầu tiên. Thì ở đây tôi sẽ định nghĩa body. Body này tôi sẽ để margin. Như chúng ta hay dùng reset đó, để không và padding cũng là không. Kiểu như vậy. Chúng ta thường để như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Ở đây tôi sẽ để là không, margin không. Và hai tôi sẽ để là 100%. Là 100 vì ha, như thế này. Đấy, đây cũng là một đơn vị ở trong CSS, overflow bằng hai lần. Overflow bằng hai lần. Tiếp theo tôi sẽ để display. Chúng ta bây giờ thường sử dụng giao diện kỹ thuật dựng giao diện đều sử dụng bằng flex hết, nên là nó khá quen thuộc rồi. Line 2 tôi sẽ để là 1.5 và tôi sẽ để full family. Đó, chúng ta vẫn định nghĩa mặc dù là chúng ta đã sử dụng kia rồi. Nhưng ở đây chúng ta sẽ định nghĩa chính cái phông này. Đây, như thế này. Chúng ta cái kia là chúng ta đã kéo phông vào thôi. Đó, và nó sẽ như thế này. Ok, tiếp theo tôi để phông width khoảng 300. Tất cả những thuộc tính này thì các bạn đều được học hết rồi. Nó không còn quá xa lạ. Nhưng một số bạn nói với tôi là các thuộc tính em đã nắm hết rồi, nhưng em lại không thể dựng giao diện được. Vậy vấn đề ở đâu vậy? Đó là vấn đề các bạn bị thiếu đi cái kỹ năng phân tích layout, và các bạn thiếu đi cái tần suất thực hành, tức là phải làm thật nhiều nữa. Thì mỗi lần làm đấy các bạn sẽ tích lũy được. Tất nhiên là cái kỹ năng phân tích layout quan trọng hơn. Trước khi nói đến chuyện các bạn làm nhiều, bởi vì các bạn muốn làm nhiều mà không làm được thì cũng không thể làm được. Đó, thì phải phân tích được layout, làm dần dần từ những thứ nhỏ. Đó, thì những cái kỹ năng phân tích layout thì trên lớp bên Suntech dạy khá là rõ. Ok, tôi sẽ đi vào thuộc tính A. Thuộc thẻ A chứ, sorry các bạn. Vì A thì đơn giản hơn, chúng ta sẽ loại bỏ gạch chất Text Decoration. Đó, các bạn thấy là khi mà tôi làm thì tôi cần làm việc gì thì tôi nói ra được cái việc đó và
tôi sử dụng apply được cái thuộc tính đó. Thì sau này các bạn cũng như vậy, thì các bạn sẽ nhớ, ví dụ tôi muốn tô màu đấy, kiểu như vậy, thì dùng color và màu tôi muốn tô ở đây 69, tôi nhớ mã màu cũng khá là tốt do làm nhiều đó, 3369E7, thì cái màu này tôi cũng hay dùng. Và bây giờ tôi nói đến cái ID check kia. ID check kia tôi sẽ ẩn nó đi, chính là ID của cái input kia ấy. Đây các bạn sẽ thấy display none thì sẽ không còn xuất hiện nữa. Đây phông của nó đây, khá là đậm, khá là mập, background đây. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ, tôi sẽ đi xử lý cho phần label đó. Tôi đang đi từ trên xuống, từ trên xuống input rồi, bây giờ label. Label thì tôi sẽ làm gì? Label tôi sẽ làm như sau. Thì tôi sẽ định nghĩa từ check, tôi gọi trực tiếp vào label. Thì chúng ta có cách gọi như thế này. Thực ra có một cách nữa, nhưng mà tôi sẽ dùng cái này trước. Một cách là các bạn có thể dùng như thế này. Đó, thì tôi dùng như check label ở đây. Thì tôi sẽ để position là absolute. Cái này các bạn hiểu rồi đúng không? Position có cả một bài nói về cái này, absolute. Và khi dùng position chắc chắn đi kèm với nó, chúng ta sẽ phải dùng các thuộc tính như top, right, bottom, left. Chỉ dùng 2 trong 4 cái thuộc tính đó. Và đây tôi sẽ sử dụng là top và left. Đó, tôi sẽ để là 1E. Tiếp theo left tôi sẽ để là 1E. Và tôi sẽ để z-index. Z-index cũng hay được dùng kết hợp với position. Và align item, cái này là căn giữa tất cả những cái nội dung đây. Và console này thể hiện trỏ, tôi để là pointer, hình bàn tay đây. Lúc này các bạn chạy lên, các bạn sẽ nhìn thấy đâu rồi, đây menu đây, đưa vào là hình bàn tay, label đó. Ok, tiếp theo chúng ta xong phần label, đến phần label rồi. Bây giờ label before đó chính là cái mà tôi muốn thể hiện đằng trước này này, để ra cái icon kia. Thì tôi sẽ làm như sau. Từ check tôi sẽ gọi đến label, tôi sẽ, và before của nó là gì, tôi sẽ xử lý ngay đây. Ok, position absolute. Tiếp theo xem content đi kèm với nó, tôi sẽ để như thế này. Before luôn luôn như vậy. Tốt, tôi để là 1M. Right thì sao? Left, tôi sẽ dùng left cho đồng nhất, 1M. Tiếp theo width tôi sẽ để là 100VH, 100VW đi, 100VW. Và height tôi sẽ để 100VH, 100VH. Và background color tôi sẽ để là dạng RGB với mã màu là 33.33.61.0.5. và transform thì tôi sẽ để scale 1.3, scale nha các bạn nhé, 1.3. Đó. Và tôi sẽ để visibility. Cái này hôm trước phỏng vấn một bạn của lớp Fan End, trước khi đi phỏng vấn với doanh nghiệp, tôi có hỏi thuộc tính visibility khác gì với display none và display block, khác gì với display none, thì cũng khá là lúng túng, nhưng mà cuối cùng cũng trả lời được. Transition tôi sẽ để là on khoảng 250 ms, và linear. Ok, cái này chạy thử lên chưa có gì khác biệt. Ok, không sao, từ từ. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa vào cái SVG từ label. Tôi sẽ định nghĩa vào SVG cái ảnh của chúng ta đó. Thì tôi sẽ transform origin, tôi sẽ để 35
50% và 50%. Và transition. Transition thì tôi sẽ để transform. Cái này khá khó nhớ đấy. Transform là 166.666666667. Thực ra cái này các bạn để là gì cũng được. Và sao làm tech hỗ trợ cái CS3 vẫn chưa thực sự ngon lắm. Nhiều cái gõ không thấy sắc ghét, gõ mỏi tay các bạn. 0.06 0.63. Video này thực sự là sẽ hơi lâu một chút đó, vì làm khá là chậm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta định nghĩa những thuộc tính CSS3 mà nó đang không hỗ trợ mấy, không hỗ trợ software code máy nên gõ thủ công hơi lâu. Đó, transform tôi sẽ định nghĩa như vậy. Ok. À, cái này thì tôi sẽ phải định nghĩa vào cái path vì để thể hiện cái ảnh lên. Đó, còn đối với thằng này thì tôi sẽ làm đơn giản thôi. Tôi sẽ làm là margin right cắt về bên phải khoảng 0.5 em. Là ok. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa đến menu ở bên trái chính là thẻ assign. Tôi sẽ làm như sau. Khi mà người dùng checkers thì nó như thế nào, và khi không checkers thì như thế nào. Đó, vấn đề chỗ đó thì label sẽ thể hiện như thế nào. Đây cũng là một dạng selector các bạn ấy. Đây cũng là một dạng selector. Đó, assign. Sai sai gì không? Assign. Rồi, đây cũng là một dạng selector. Thì tôi sẽ transform nan đi. Nào, ok. Đó. Và đối với trường hợp mà người dùng đã check rồi này, label này, này tôi sẽ thể hiện như sau. Before, chắc phải làm video riêng về before và after để mà giới thiệu cho các bạn, vì cũng khá nhiều bạn thắc mắc ở cái này. Ok, let. Tôi sẽ để trong CSS chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các phép tính như thế này. Đây là các phép tính để nó trừ cho nhau, nó sẽ tự động nó trừ đi, thì cũng khá là dễ thôi. Trừ 1 em. Cái này. Ok. Transform tôi sẽ để scale 1. Và VBC thì hay, lúc này tôi sẽ hiển thị nó lên Visible. Opacity tôi để bằng 1. Toàn các thủ tính CSS3. Chạy lên cái đã. Ồ, chưa thấy gì à? Rồi, ok. Cứ bình tĩnh, như các bạn nhìn thấy chưa, có hiệu ứng rồi này. Đó, kích vào checker, bỏ checker. Đó, cứ bình tĩnh. Ok, đi tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ định nghĩa, tôi sẽ định nghĩa tiếp vào trong FAG rồi. Hai ông này, tôi định nghĩa riêng hai ông này. One. Mà hai ông này cần gì nhỉ? Không cần, bởi vì tôi đã xử lý ở ngoài kia rồi, có thuộc tính ở ngoài kia rồi. Bây giờ vấn đề của tôi là khi checkers cái thằng này FVG on sẽ như thế nào, thì tôi viết đi sao, tôi copy cái này xuống. Label FVG của thằng on, nó xử lý riêng thằng on. Transform tôi sẽ để rotate là 45 đẹp, và đối với thằng true thì tôi sẽ để đối ngược lại, sẽ là trừ đi. Ok, và khi mà checker quá nhiều thứ để xử lý, vấn đề bây giờ là checker
tôi sẽ phải xử lý cái này, cái nội dung content này nó phải thay đổi giống như cái kia, nó phải có sự thay đổi đối với thằng content. Tôi tích cực vào label fast, lúc này thằng tôi sẽ xử lý vào content thông qua thằng article. Thì tôi để z index bằng -1, nó phải nhỏ thằng kia. Và transform, transform là cái để chúng ta xử lý cái chuyển động ấy, trans select x đi, tức là chuyển động theo chiều x sang bên trái sang phải thôi. 25 vw và scale tôi sẽ để chắc không được nữa, tôi sẽ để 0.7 và border radius thì ra không cần được, nhưng tôi để cho đẹp. Border radius tôi để 0.25 m và tôi để user select bằng 5. Đây, bằng 5. Sau đó tôi sẽ dùng thêm một thuộc tính nữa là point event cũng bằng 5. Pointer tức là cái sự kiện mà người dùng đưa chuột vào sẽ là 5. Như thế này. Bây giờ chúng ta thử đi xem thay đổi gì cả. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy hơi thô một chút. Đó, giật hơi thô một chút, không sao. Chúng ta sẽ làm tiếp đã. Bây giờ tôi định nghĩa thằng assign một lần nữa với article. Tôi sẽ định nghĩa cái chung chung thôi, ví dụ phép đứng chẳng hạn. Thì tôi cần đặt phép lên cho thằng này sẽ là 2.5 n1 n và 0.25. Đó, và transition. Transition ở đây thì chắc là transition all thôi. On 250 10 vẫn như ở trên thôi. Switch thay à như ở trên là chỉ nổi một chút xíu thôi, 0.06 phẩy 0.63 phẩy 0.91 và một định vị cuối cùng 0.66. ok, tiếp nào. Tiếp ra tôi sẽ định nghĩa riêng cái thằng assign này. Bây giờ mình bắt đầu reset cái format cho nó đây. Position absolute. Position absolute width. Direction kiểu column. Thằng này dạy khá là kỹ ở trên lớp rồi. Column search content bằng space between, có cả hình ảnh để minh họa cho phần này. Background image, image hôm nay sẽ là gì? Tôi sẽ để dạng ảnh gradient. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. BM đó, tôi sẽ để 45 đen. Và cái này sau này nếu bạn nào mà làm game với CSS3, kết hợp với CSS3 thì các bạn sẽ ứng dụng rất nhiều đấy, những cái thuộc tính này. Còn các bạn làm web thông thường thôi thì chắc là sẽ ít lắm, nên là cũng không quá lo lắng nếu các bạn chỉ làm web và không làm game. Thực ra thị trường game thì bây giờ nó game web thì nó có nhiều thứ để các bạn có thể làm ngoài mấy cái hiệu ứng này thì không phải là quá quan trọng, nhưng mà vẫn cần. Ok, tiếp tôi sẽ đi xử lý cho thằng article position. Biết cái này nhỉ, position related transform. Mười phần trăm, 50% width 100% đi, 100% background image, lại gradient thôi, lấy thằng này xuống rồi nha.
Và ở đây tôi thay đổi một chút xíu, vẫn 45, nhưng cái màu này của tôi sẽ là 1cc 7d0. Và cái này tôi cũng sẽ thay đổi để cho nó khác đi. 2E DE98. Mình mã màu này dùng quanh quẩn đi lại. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ định từ article này, tôi sẽ định nghĩa vào đây. Đi từ ngoài mà vào, đó lần lượt. Thì tôi sẽ định nghĩa thành graph. Wrapper thì tôi sẽ để margin auto, cái này để căn giữa, cách lên bằng 2m. Mark width tôi sẽ để khoảng bao nhiêu này, 90%, vì nó còn menu với các thứ nữa. Tôi sẽ để 200%, chiều cao thì thoải mái. Display chắc chắn rồi, flat. Chúng ta đang dùng nhất quán từ trước, từ trên xuống rồi, thì đây sẽ phải là flat. Và còn gì nữa các bạn nhỉ? Ở đây tôi sẽ để flat direction 5. Và tôi sẽ để set content theo display width. Các bạn nhìn xem nào, có thay đổi gì không? Ok, chạy lên. Yeah. Cái này đang bị tràn lên này, tí nữa xử sao. Nhìn về rồi. Đó. Tiếp theo. Phần nữa tôi sẽ đi định nghĩa vào cái thằng H1. Thì từ cái này tôi gọi vào H1 đơn giản thôi. H1 thì tôi sẽ định nghĩa như gì không? Margin là 0. Và tôi sẽ định nghĩa cho thằng footer. Xong đây chỉ có H1 content với footer thôi. Tôi sẽ chấm footer. Tôi sẽ để sang bên trái đi. Tách nó sang bên trái. Tách align. Align. Cần ở bên trái đó. Ok. Tôi sẽ thêm xử lý thêm một chút ở cái này. Đối với trường hợp, tôi dùng media quality cho trường hợp media. Cho trường hợp nếu màn hình của tôi mắc width 576, tôi sẽ xử lý như thế này. Check thì mà là check credit. Tôi sẽ gọi lên thằng label. Và tôi sẽ xử lý cho trường hợp thứ hai, đối với trường hợp bằng 50 pixel và 50 pixel. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần xử lý của mình. Nhưng có một phần ở đây các bạn nhìn thấy cái menu này của chúng ta đang hơi lỗi. Cái menu này chúng ta đang làm sai ở đâu đó, nên nó đang bị lỗi này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây này. À, vô lý quá nhỉ. Ok, quay trở lại cái phần này. Chắc là do phần CSS, phần HTML của chúng ta có vấn đề thôi, chứ không phải do CSS. Đây, rõ ràng là nó chỉ có một. Trường hợp có hai thì sao? Vẫn là có rồi. Cái thứ hai của chúng ta nó đang giống hệt ra là nó phải khác một chút. Cái độ nghiêng của nó đang sai. Thế để 20.
thì cái độ nghiêng của nó sẽ hợp lý hơn. Đó, đó, hai cái chéo này. Ok, ok, vậy là tôi đã demo xong cho các bạn cái phần menu giống với mobile app như thế này. Sau này các bạn có thể chuyển kích thì màn hình thay đổi thành màn hình khác. Nhưng đây cũng là một hiệu ứng CSS3 khá là phổ biến nếu các bạn muốn làm menu kiểu như thế này. Ok, bây giờ các bạn hãy thực hành nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.